thường làm oán tặc hại đến pháp luật thâm sâu là giặc lớn của kho pháp báu, vì bẩm tánh xấu ác của họ nên khó có ai gần gũi được. Bạch Thế Tôn, từ nay chúng con quyết định giữ gìn pháp tạng vô thượng mà Đức Như Lai đã tu tập như vậy từ vô lượng vô số trong ngàn triệu ức kiếp để làm lợi ích lớn cho các loài hữu tình. Bạch Thế Tôn, thời gian đó sẽ có rất ít hữu tình siêng năng thích tìm đọc pháp tạng này, nhưng bản tánh của các hữu tình ấy thì chân thật, không dua nịnh dối trá. Họ thà bỏ thân mạng chứ không phá pháp, cũng không phỉ báng và nhàm chán chống đối pháp. Chúng con sẽ làm lợi ích cho họ bằng cách siêng năng chỉ dạy pháp thâm sâu ấy và khen ngợi khuyến khích vui mừng giúp họ siêng năng tu học. Bấy giờ Thế Tôn dùng thần lực hộ trì pháp tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vô thượng vi diệu, khiến cho bọn ác ma không thể nào làm hoại diệt được, lại dùng oai lực hộ trì người có thể giữ gìn và tinh tấn tu hành pháp tạng này, giúp họ cắt đứt lưới ma được giải thoát để sự tu hành của họ mau đạt đến cứu cánh. Khi ấy Đức Phật Thế Tôn mỉm cười, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, các hữu tình ở cõi người trên trời, nhờ ánh sáng của Phật đều thấy mặt nhau. Trong hội này có trời rồng Dược Xoa, Kiện Đạt Phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Già và chúng thần khác đều đem những loại hương hoa đẹp trên trời dâng giải lên cúng dường Thế Tôn rồi lớn tiếng ca ngâm. Sức oai thần lớn của Như Lai thật hy hữu, đã hộ trì pháp tạng và người tu hành, khiến cho quân ác ma không thể phá hoại được, cắt lưới các ác ma, được đại tự tại, việc tu hành mau đạt đến cứu cánh. Nếu có thiện nam tín nữ vân vân nào thọ trì, đọc tụng pháp môn này, giảng thuyết quảng bá cho người khác thì không sợ các quân ác ma, hoặc Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng pháp môn này và rộng nói cho người khác, thì vị ấy có thể chiến thắng các quân ác ma và tất cả ác ma không thể nào làm trở ngại được. Phật bảo Thiện Dũng Mãnh, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như chư thiên nói, này Thiện Dũng Mãnh, Như Lai đối với pháp môn vô thượng này đã kết cương giới các ác ma, khiến tất cả võng lưới của chúng không gây chướng ngại pháp môn này. Này Thiện Dũng Mãnh, hôm nay Như Lai nương vào pháp môn này mà đánh bại tất cả thế lực của các ác ma. Này Thiện Dũng Mãnh, hôm nay Như Lai sẽ bảo hộ pháp môn này, ngăn chặn các ác ma không cho xâm tổn nữa. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu các thiện nam tín nữ vân vân tịnh tín thọ trì đọc tụng pháp môn này và giảng nói rộng rãi cho người khác thì tất cả ác ma không thể quấy nhiễu họ được, ngược lại họ có thể chiến thắng các ma oán. Hoặc các Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng pháp môn này và giảng nói rộng rãi cho người khác thì vị ấy có thể chinh phục tất cả quân ma và bố thí cho các hữu tình được lợi ích an lạc. Này Thiện Dũng Mãnh, pháp môn như vậy các loài hữu tình tạp nhiễm không thể đắc được. Này Thiện Dũng Mãnh, pháp môn như vậy chẳng phải cảnh giới tu hành của những người bị lưới ma trói bắt. Này Thiện Dũng Mãnh, pháp môn như vậy là cảnh giới tu hành của những người có trí tuệ, tánh hoàn toàn thiện. Này Thiện Dũng Mãnh, ví như con ngựa rất khôn ngoan hiền từ, chẳng phải dành cho những vua nhỏ cưỡi, cũng không xuất hiện vào thời tệ ác, mà chỉ được luân vương nuôi dùng, do đó mà nó chỉ xuất hiện vào thời có luân vương. Cũng vậy, chỉ có người hiền hòa, trí tuệ thông minh mới có thể thọ dụng pháp môn thâm sâu này, và pháp này chỉ đến tay của người đó. Này Thiện Dũng Mãnh, ví như Long Vương Trai Giới, Long Vương Thiện Chủ, Long Vương Ai La Phiệt Noa, chúng không vì người ta sử dụng hay muốn thấy mà xuất hiện, cũng không vì chúng trời khác sử dụng mà xuất hiện, chỉ có chúng trời thông minh trí tuệ tài giỏi sử dụng mới xuất hiện. Như trời đế thích nghĩ, muốn chỗ chúng trời dạo chơi thêm phần đẹp đẽ thì con rồng ấy hiện rõ tướng trạng trước mặt đế thích, cho trời đế thích vân vân sử dụng. Cũng vậy, chỉ có thiện sĩ nhân đế mới có thể sử dụng pháp môn thâm sâu này, nghĩa là vị ấy lắng nghe thọ trì đọc tụng và giảng nói phân biệt cho hữu tình. Đối với pháp này, vị ấy là đại trang nghiêm, rất tiêu thông, làm đại pháp chiếu sáng, thành tựu đại pháp hỷ và thọ nhận đại pháp lạc. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu ai đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà thọ trì dù chỉ một câu cũng đạt được vô lượng vô biên công đức, huống gì họ được kinh đại Bát Nhã này mà thọ trì chuyển đọc ghi chép đầy đủ và cúng dường lưu truyền rộng rãi khắp cho người khác, thì phước đức của người này đạt được không thể nghĩ bàn.
Này thiện dũng mãnh, chỉ có người trí tuệ thông minh và hòa nhã mới có thể hộ trì pháp môn này. Còn người không có trí tuệ thông minh và hòa nhã thì pháp môn này chẳng phải là cảnh giới của họ. Này thiện dũng mãnh, vì muốn đoạn mọi nghi ngờ cho các hữu tình mà ta nói kinh Đại Bát Nhã như vậy. Khi Phật nói pháp này thì có vô lượng vô số đại Bồ Tát đắc được vô sanh pháp nhẫn, và có vô biên các loài hữu tình đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu ngay lúc ấy Như Lai thọ ký cho họ thì nhất định họ sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi Bạt Già Phạm nói kinh này xong thì các đại Bồ Tát thiện dũng mãnh vân vân và bốn chúng như trời rồng dược xoa kiện đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạc hô lạc già, người chẳng phải người nghe Phật nói đều rất hoan hỷ, tín thọ và phụng hành. Hết quyển thứ 600.